Thị trường không quan tâm bạn đã phải chi trả bao nhiêu. Các nhà đầu tư rất dễ lâm vào thế bị động khi bán ra, đặc biệt là khi thua lỗ. Nhưng điều thực sự quan trọng là khoản tiền của bạn nên được đầu tư hiệu quả nhất có thể. Và điều đó có nghĩa là liên tục cân nhắc về tư duy đầu tư của mình trong quá khứ. Như tỷ phú Sam Joe từng nói rằng, mỗi khi bạn không thể bán ra, bạn hãy mua. Nghiên cứu cho thấy, chúng ta không tự nhiên mà có suy nghĩ như vậy. Chúng ta có xu hướng tập trung vào những gì đã mất thay vì những gì chúng ta đã đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta lại tiếp tục nắm giữ những khoản đầu tư thua lỗ, làm một công việc không mang lại lợi ích gì hay những mối quan hệ xấu. Chúng ta thường nghĩ rằng lần sau mình sẽ thực hiện khác đi, nhưng vấn đề là lại không có lần sau. Bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để làm điều đó đâu. Hương Giang, theo Trí Đức Trẻ, CNBC, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.